Hello, xin chào các anh chị. Ngày hôm nay Nam sẽ chia sẻ với các anh chị về mà cái vấn đề là khi mà cái remote xe của chúng ta hết pin, hoặc là khi chúng ta đang chạy xe mà bây giờ rớt mất cái remote, thì làm sao khởi động được chiếc xe này trong tình huống khẩn cấp như vậy. Bên cạnh Nam đây là chiếc xe SH Mod 2021, thì Nam sẽ hướng dẫn anh chị cách mở xe khẩn cấp mà không cần tới cái remote này luôn. Khi đi mua xe, chúng ta sẽ được đại lý cung cấp cho mình một bộ remote như thế này, bao gồm hai cái remote, hai cái miếng thẻ trắng như thế này, có mã số và mã vạch, và hai cái miếng que. Nếu như chúng ta nhận bộ remote mà thiếu một trong những món này, thì chúng ta phải bắt buộc đại lý giao bằng được đầy đủ 6 món như thế này ha, hai remote, hai miếng thẻ và hai miếng que là 6. Rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ xe chúng ta đang chạy trên đường mà giờ rớt mất remote thì làm sao? Đối với các anh nam thì dẫn xe thì nó có vẻ nó đơn giản thôi, nhưng mà đối với một trường hợp là một chị nữ đang đi một sự kiện, một event hay đang đi đám cưới mà hết rớt mất rồi, đang đứng dọc đường nữa, trời nắng chang chang nữa, rồi làm sao bây giờ dẫn sao mà nổi? Kêu cứu hộ thì đợi lâu quá, mất thời gian, không kịp đi công việc. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn ha. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hai cái que này và hai miếng thẻ này. Vì khi bán xe á, Nam hay tư vấn cho khách hàng á, là bảo khách hàng chụp lại hai cái miếng thẻ này lưu trong điện thoại, hoặc là lưu bất kỳ chỗ nào khi chúng ta cần, chúng ta mở lên thấy được nó một cách nhanh nhất, có thể lưu trên Gmail, lưu trên trên cái điện thoại chúng ta, hay là lưu bất cứ chỗ nào đó mà khi chúng ta cần chúng ta móc nó ra một cách nhanh nhất, lấy nó ra một cách nhanh nhất nha. Rồi bây giờ Nam sẽ bấm hai cái remote này chuyển qua màu đỏ. Rồi, chứng tỏ là một điều là xe chúng ta đã khóa rồi, giống như là xe chúng ta không có remote rồi. Rồi, xin mời camera qua đây đã, để cho anh chị thấy rõ hơn. Rồi, không mở được nha anh chị. Đây, remote đã bấm sang đèn đỏ rồi đây. Chúng ta sẽ không mở được ha. Rồi, bây giờ làm sao? Cái việc này thì thao tác đơn giản thôi, nam làm cũng được, nữ làm cũng được, không phân biệt nha anh chị. Đơn giản thôi, quan trọng anh chị thực hiện đúng thao tác là được. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ dùng tay ha, mở cái nắp ở bên hông này ra ha. Chúng ta dùng cái móng tay chúng ta lấy cái này ra như thế này, rồi chúng ta sẽ giật nó ra nha. Đó, chúng ta sẽ lấy cái này ra. Rồi, ở bên trong này, ngay chỗ này, nó sẽ có một cái lục giác giống như cái này đó. Đó, thấy không ạ? Rồi, chúng ta sẽ dùng cái que này để mở cái yên lên. Đây, chúng ta có cái ngàm cho cái que đây ạ. À, chúng ta sẽ đưa vào vị trí của đây. Đó, chúng ta mở yên lên đúng không ạ? Ê. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ dỡ yên lên. Bên dưới yên nó sẽ có một cái túi đồ đồ nghề theo xe. Chúng ta sẽ mở cái túi này ra. Mở cái túi này ra nha anh chị. Bên trong nó sẽ gồm có những gì? Zoom giùm em nhé. Đây, bên trong nó có đầy đủ hết. Nhưng mà đây, chúng ta sử dụng cái này nhé. Còn tất cả những này chúng ta không sử dụng hay chúng ta bỏ vào lại. Rồi, cái này để làm gì? Anh chị thấy chỗ này nó có hai cái dắt đúng không ạ? Một cái màu đỏ và một cái màu xanh nha. Chúng ta sẽ dùng cái màu xanh này. Chúng ta sẽ lấy cái tay chúng ta lấy cái màu xanh này ra nha. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rút cái đầu này ra để thế cái đầu này vào ha. Bằng cách nào ạ? Chúng ta sẽ dùng hai cái tay chúng ta bóp hai bên hông, có hai cái ngàm đây ạ. Và chúng ta lấy cái ngón tay cái chúng ta đẩy cái lẫy ở dưới lên nè. Đây, mình sẽ làm thử nha. Chúng ta sẽ kéo nó ra. Đó. Cũng dễ thôi, không khó đâu. Rồi, sau đó chúng ta sẽ ghim cái đầu này vào. Chúng ta sẽ coi theo cái chiều nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghim cái dắt của cái phụ tùng ở trong cái túi đó. Chúng ta sẽ ghim vào đây ha. Và khi chúng ta ghim vào là chúng ta phải nhập liền nha anh chị. Nhập bằng cách nào? Nhấn ổ khóa, ví dụ như số 2 thì chúng ta nhấn vào hai cái. Số 5 thì nhấn 5 cái, còn số 0 thì chúng ta không cần nhấn nha. Đợi nó chớp đèn cái là chúng ta sẽ nhấn con số tiếp theo. Rồi, bây giờ Nam sẽ thực hiện thử nha. Đối với cái mã số chúng ta đầu tiên là số 0 thì chúng ta ghim vào là chúng ta nhấn liền nha. Nhưng mà ghim vào cái mã số đầu tiên là số 0 thì chúng ta không cần nhấp ha. Chúng ta đợi cho nó nhấp
sáng cái đèn một cái nữa. Có nghĩa là qua số 0 rồi, thì chúng ta sẽ nhập con số tiếp theo ha. Giờ nó sẽ làm thử nha. Rồi. Rồi, tới số 7 ha. 1 2 3 4 5 6 7. Mình sẽ qua đây nhập cho chị dễ xem ha. Rồi, tới số 2, 1 2. Tương tự tới số cuối cùng ha. Rồi, tới số 3 nhập 3 cái nha. 1 2 3. Ví dụ số 0 thì chúng ta đợi nó chớp đèn cái chúng ta nhập cái số tiếp theo. Rồi, số 4. 1 2 3 4. Rồi, số 6. 1 2 3 4 5 6. Rồi, tới số 2. 1 2. Rồi, tới số 1. Nó chết đèn một cái là chúng ta nhập con số nha. Số cuối cùng là số 5. 1 2 3 4 5. Rồi, lúc này cái đèn này sẽ chết liên tục nha anh chị. Đó, rồi chúng ta sẽ rút cái giắc này ra. Đó, xe sẽ phát ra tiếng kêu cái tiếp rồi chúng ta sẽ mở khóa ra chúng ta chạy. Đó, đó là chúng ta đã mở khóa thành công mà không cần remote. À, rồi lúc này thì chúng ta cứ chạy bình thường thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ về nhà lấy cái chìa khóa, lấy một cái remote mà chúng ta đã cất ở nhà, thì gọi là cái remote xe cua đó. Rồi, còn nếu mà anh chị là muốn yên tâm hơn nữa thì chúng ta vào đại lý chúng ta đặt một cái remote mới. Rồi sau đó cái thật xe cài vào chiếc xe chúng ta sử dụng tiếp như bình thường nha. Còn đây là cái trường hợp khẩn cấp để chúng ta đi dọc đường thôi. À, đỡ phải kêu cứu hộ hoặc là chờ đợi hoặc là chúng ta dẫn xe giữa trời nắng chẳng hạn. Vậy thì cái thời gian mà để cái ổ khóa này nó ngắt điện là bao lâu khi không có remote trong trường hợp khẩn cấp này? Thì cái ước tính khoảng là 5 phút nha anh chị. Nếu như khoảng 5 phút sau mà mấy anh chị không sử dụng xe nữa, không bật qua chế độ mở xe, thì tự động cái ổ khóa này nó sẽ ngắt điện và chúng ta sẽ không mở lại được. Nếu như chúng ta muốn mở lại giống như ban đầu thì chúng ta phải nhập lại giống như cách mà Nam chỉ lúc nãy ha. À, đó là cái cách mà chúng ta mở xe khẩn cấp trong trường hợp không có remote xe. Nếu như anh chị nào mà có thắc mắc hoặc là chưa biết cách nhập của cái mã số này thì cứ gọi điện vào số hotline của Nam, Nam sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh chị, cho anh chị nhập vào chiếc xe của mình. Nếu như anh chị cảm thấy video của Nam hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nam cũng như là cập nhật những thông tin mới về xe nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video của Nam. Hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo.